Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh ô tô hay. Một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2018 phiên bản số tự động, máy 1.2, trang bị động cơ Capa 1.2 lít, bản sedan 2 đầu. Xe mang biển kiểm soát 30F29824, tư nhân chính chủ một chủ từ mới, không taxi dịch vụ. Hyundai Grand i10 phiên bản 2018 thì cuối 2017 đã lên form mới rồi, mặt ca lăng mới. Và dĩ nhiên thì vẫn có form cũ thì các bạn ạ. Dòng xe này thì bắt đầu sản xuất và lắp ráp Việt Nam. Hyundai Grand i10 2018 bản sedan thì có 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản bản đủ số sàn và phiên bản số tự động là phiên bản cao nhất của Hyundai Grand i10 2018. Sơn xi màu bạc nguyên bản. Xe này trang bị rất đầy đủ. Phanh đĩa ABS, la răng đúc 4 bánh, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương, gương cụp xòe, chìa khóa thông minh để lổ start top. Một mẫu xe sedan rộng rãi và giá cả khá là hợp lý. Gia đình sử dụng thì rất là rộng và cái tầm tiền bỏ ra mua một chiếc xe thì cũng khá là vừa vặn. Hiện tại mà một chiếc sedan 2 đầu, ví dụ như Tuta vai ớt mà 2018 mà phiên bản số tự động thì có mức giá nó phải xích xoát 500 rồi. Xe hạn đăng kiểm tháng 10 2023. Cửa mở thông linh cả hai bên. Phần táp ly cánh đây còn đẹp như mới. Hệ thống âm thanh của Hyundai Grand i10 là 4 loa. Âm thanh của Hyundai Grand i10 nghe khá là hay. Bản này trang bị 2 túi khí, 1 túi khí cho người lái và 1 túi khí cho phía bên phụ. Nội thất ghế da màu đen, khâu chỉ đỏ lồi cũng khá là cá tính. Màn hình đầu đài nguyên bản do Trường Hải phát triển. Đấy, dẫn chỉ đường GPS. Phiên bản số tự động. Hộp số 4 cấp, hỗ trợ leo dốc đồ đèo, số D cộng trừ. Đề nổ start top, chìa khóa thông minh, khóa điện, cốp điện, cam hành trình, gương chống chói tự động, phím bấm vô lăng. Chiếc xe với cái tầm giá không quá cao mà trang bị quá đầy đủ. Đương nhiên rồi, những cái dòng xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc thì bao giờ cũng vậy. Rất chiều người dùng ở cái nội thất và trang bị công nghệ. Xe này trang bị động cơ 1.2 thì công suất cực đại là 87 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu cũng ăn khá là ít. 1.2 đâu đó chỉ khoảng 6 lít được hỗn hợp thôi. Máy của Hyundai Grand i10 thì đã được khẳng định ở thị trường Việt Nam. Máy móc bền bỉ từ những cái dòng xe tải của Hyundai đến các cái phân khúc như A, B, C, D. Rất nhiều cái mẫu xe lưu thông ở thị trường Việt Nam. Ví dụ hỏng hóc thay thế đồ đạc rất là sẵn và rẻ. Một mẫu xe ở phân khúc hạng A cộng sedan 2 đầu nhưng trang bị thì không kém gì cả những cái mẫu xe ở phân khúc hạng B. Ví dụ như là Toyota Vios chẳng hạn. Nói về công nghệ thì với cái tầm tiền này thì không bao giờ có được chứ các bạn. Phần táp ly 4 cánh khá là đẹp, chân lì nguyên bản. Cửa đóng cực êm. La răng đúc 4 bánh. Hyundai Grand i10 dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và treo cứng ở phía sau. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên. Quý vị và các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình, cho gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, phù hợp với tầm tài chính của gia đình. Phần hông xe thì quá là đẹp. Rất. Phần cụm đèn này trang bị công nghệ đèn halogen và có chi ô chi khoang này.
rất là bắt mắt. Hyundai Grand i10 sedan 2 đầu 2018, tư nhân chính chủ, một chủ thể mới. Xe còn zin nguyên bản. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 378 triệu đồng. Nếu mà một mẫu sedan 2 đầu ở cái đời này thì có lẽ Hyundai Grand i10 là rẻ nhất rồi. Ngoài ra thì ngoài hệ thống cam thì sao, Hyundai Grand i10 trang bị 4 mắt cảm biến nữa thôi. Khóa điện nhé. Đó. Đấy, cốp cũng khá là rộng. Sedan 2 đầu thì đồ đạc thì để rất là thoải mái luôn. Phần đinh 8 mã nước. Nói chung là chiếc xe này thì không đâm xô tai nạn gì, một chủ từ đâu. Đấy, còn nguyên bản. Mức giá khá là hợp lý, 378 triệu đồng, bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Cái lớp lỉ còn quá đẹp này. Lốp sơ cua này. Thiết bị kích nốt này. Sàn xe này không chưa đâu được. Cái dòng phiên bản là số tự động này thì phù hợp hơn đối với gia đình sử dụng, cần một chiếc xe sedan rộng rãi. Còn đối với những cái phiên bản số sàn thì khi các bạn về kết hợp chạy dịch vụ gia đình cũng khá là ok. Sơn xi không một vết muỗi cắn. Một mẫu sedan giá rẻ xứng đáng từng đồng tiền bát gạo quý vị. Zin nguyên bản, một chủ từ đầu. Nội thất thì khá là rộng rãi. Thậm chí nội thất của Hyundai Grand i10 bản sedan 2 đầu này còn rộng hơn cả Mazda 2. Mazda 2 còn chạy dài. Mẫu xe Mazda 2, Mazda 3 có cái khoang nội thất khá là hẹp. Nhìn form dáng ở ngoài thì rất là đẹp, nhưng khi dùng thì cảm giác cũng hơi khó chịu một chút. Nội thất thậm chí không rộng bằng Hyundai Grand i10 2000 bản sedan 2 đầu. Phiên phân khúc A cộng. Cột kèo keo chỉ nguyên bản. Xi nhan tích hợp trên gương. Gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Trang bị công nghệ em đọc còn mỏi mồm chứ. Gương kính điện, gương cụp xòe. Đáp ly cánh đẹp như mới. Gương cụp xòe xi nhan tích hợp trên gương. Đây là bảng táp lô đồng hồ đây. Ốt đồ chỉ hơn 6 vạn. 2014 tức là đã chạy được 4 năm. Và mỗi năm chỉ 1,5 vạn thôi. Trên vô lăng thì tích hợp các phím bấm vật lý tăng giảm âm lượng, chuyển bài, túi khí trên vô lăng. Vô lăng bọc da. Trang bị công nghệ quá phê luôn quý các bạn ạ. Đề nổ start top. Khóa điện thông minh. Có dẫn chỉ đường GPS Navitel của Trường Hải phát triển. Cái này nó sẽ báo tốc độ rồi cảnh báo. Rất là tốt. Đi đường thì yên tâm, không sợ lạc và cũng không sợ bị phạt. Vi phạm tốc độ. Nếu quý vị các bạn cứ xe đi xe và để ý trên màn hình này, nó sẽ báo tất cả, nó có cả. Đó. Phiên bản số tự động hộp số 4 cấp. Giờ là số thẳng phải dùng đến lẫy chuyển số nhé. Số D là số đi này. Gạt sang đây này. Cộng này. Gạt lên này. Đó. Trường hợp neo dốc đổ đèo. Màn hình cam lùi trên cao. Đây là cái gương chống chói tự động. Cam hành trình. Trang bị không thiếu cái gì cả. Quý vị các bạn về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Hạn đăng kiểm tháng 10 2023. 378 triệu đồng. Chưa đến 400 triệu. 2018. Số tự động một chủ. Zin cả xe. Phần táp lô, bảng táp lô trung tâm đây.
quá đẹp. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý bạn. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem. Hiện tại thì thời tiết đã chuyển sang đông và cũng chả còn hơn tháng nữa thôi là đã chuyển và đã đến Tết rồi. Đấy, khi bạn đang cần một chiếc xe đi chơi Tết hoặc là đi lại phục vụ gia đình thì một chiếc sedan 2018 này với cái tầm giá này rất là phù hợp. Tiền ít thịt nhiều, trang bị công nghệ hơn cả những cái mẫu xe ở phân khúc hạng B. Vâng, ở đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Grand i10 bản sedan 2 đầu sản xuất 2018 phiên bản số tự động máy 1.2, trang bị động cơ Kappa 1.2 lít. Công suất cực đại của khối động cơ là 87 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó là 6 lít tiểu hỗn hợp. Chính xác là 5 lít 9. Máy số zin. Thì các bạn để ý là thấy có keo đuôi chuột đây. Đó, máy số nguyên zin. Máy nổ êm như máy mới. Đây là cụm chi ABS, phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Phần tai này, ốp áp này. Lắp capo này. Nguyên bản. Đó. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Zin toàn tập. Hyundai Grand i10 sản xuất 2018 phiên bản số tự động máy 1.2, gia đình sử dụng, tư nhân một chủ từ đầu. Còn zin cả xe mang biển kiểm soát thủ đô 30F29824, bắt đầu Hà Nội Sài Gòn thì không phải mất 20 triệu tiền biển. Quý vị các bạn mà quan tâm, có nhu cầu liên hệ chiếc xe này, quan tâm và có nhu cầu sử dụng chiếc xe này thì liên hệ em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Quý vị có thể đến trực tiếp nhà để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin kết thúc video đây, xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành cùng kênh ô tô hay. Xin chúc quý các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.